Mình tên là Mai Hương. Năm nay mình có thể không giới thiệu tuổi được không? Không giới thiệu tuổi thì tôi kêu bằng em hoài đó, tại vì trẻ măng hà. Mình là mẹ của một bé 3 tuổi, thì hôm nay cũng rất là vui được đến đây để chia sẻ, hồi tưởng lại những kỷ niệm thời bỉm sữa của mình. Thời bỉm sữa? Thời bỉm sữa bây giờ qua hết rồi. Chưa, thực ra 3 tuổi thì cũng chưa dứt được cái thời đó đâu nha. Thật ra bây giờ 3 tuổi thì mình thấy cũng gọi là cơ bản ổn rồi. Đúng rồi. Thoải mái tại vì được. Ít nhất là bây giờ cũng đã bớt tiền sữa và tiền bỉm lại. Con Lan cũng 3 tuổi nhưng tiền sữa vẫn chưa bớt. Tiền tả thì mỗi một ngày phải hai cái, một cái ngủ trưa và một cái ngủ đêm. Đều huấn luyện lại đi. Mỗi một buổi tối mà nó ngủ là nó tràn tới hai cái tả là chúng ta một tả. Mình cũng sẽ có cách, nếu như mà em quyết liệt, phải nhớ nhấn mạnh là quyết liệt. Ví dụ em phải chấp nhận là đêm thức vài lần để em có thể hỗ trợ con, rồi cho con đi nhà vệ sinh, rồi vào tiếp tục giấc ngủ. Có nghĩa là mình phải đồng hành chứ không có tự nhiên mà có được. Sợ mất giấc ngủ tội thôi nghề. Thì thôi ráng ngủ cho thoải mái đi, còn bà mẹ bên kia bây giờ thoải mái rồi nè. Thì trong trạng thái thoải mái thì mình nhớ lại cái hành trình đầu tiên của mẹ bỉm sữa là gì, nhớ không? Thì cái việc mà có con thì hai vợ chồng với lại hai bên gia đình đều mong muốn hết. Hơn một năm từ ngày mình sảy đứa đầu tiên, mình cũng canh trứng, mình cũng đọc tài liệu là canh ngày sao, ngày đủ trứng làm sao. Cái giai đoạn đó thực sự là khá là bị áp lực. Có hôm thì mình đã áp dụng theo cái là mình đếm ngày và mình nói với chồng mình là anh tối nay anh phải ở nhà đó, tại vì chồng mình là bác sĩ thì anh ấy thường hay phải đi trực. Nhiều khi hai vợ chồng đã đến lúc lên đèn rồi, tắt đèn rồi thì anh nói em ơi hôm nay anh căng thẳng quá. Thế là lại lên đèn. Đúng rồi, lại lên đèn và thôi để ngày mai. Em mình bảo ủa ngày mai thì nó rụng mất rồi thì làm thế nào? Rụng mất rồi đó. Rồi mình mua que thử trứng, nói chung mỗi lần mua là mua cả một lố vậy đó. Cái câu chuyện bỏ sỉ này gặp rất nhiều. Đúng. Mẹ bỉm sữa. Đến nỗi mà lúc mình có bầu rồi thì cái que thử thai mình cũng thừa, mà cái que thử trứng mình cũng thừa. Khoảng hơn một năm thì mình mới nghe mọi người nói là phải, mọi người hay nói là ví dụ mình bị sảy thai một lần thì mình phải muốn có con thì mình phải nhận một con nuôi vậy ha. Thì mình có nuôi một con chó husky. Thì có lẽ là nhờ nuôi con nuôi đó là con chó nuôi một con. Nãy giờ tôi nói con nuôi con chó, nó biến tướng quan niệm dân gian của người ta. Không, nhưng mà thật ra thì nuôi như vậy thì nó cũng gọi là mình có vía đó. Thực thì ra là mình giải tỏa tâm lý. Có nghĩa là mình rất là yêu thương nó như là chính con của mình vậy đó. Sau đó thì hai vợ chồng thấy thoải mái, tinh thần, rồi đi chơi. Tình cờ bất ngờ thì mình thấy tự nhiên thấy mệt một cách kiểu như là nó lạ thường. Bình thường mình theo mình mới nghĩ ồ hay là mình có thai. Thế là may quá thấy ở trong ngăn tủ học ở trong cơ quan còn một que. Trời ơi, bà gặp những may phục. Cái hoàn cảnh mà cứ 2 năm mà em rải đều hai cái nơi. Đúng rồi, phải thử để cho nó hết đi, mất công cái que nó hết đát. Rất là tiết kiệm luôn. Mình muốn hỏi một tí Mai Hương là cái lần đầu mà bạn không may mắn giữ được bé đó, thì cái lý do là nó đến từ cái việc là tự cơ thể của mình nó đẩy bé ra, hay là bạn phải gặp một cái sự cố nào đó? Lúc đó là khoảng tầm 8 tuần là mình có đi siêu âm để mà xem tim thai và xem phôi thai. Thì bác sĩ nói là cái này là thai trống. Thời gian đó là có thể do mình đi làm công việc stress các thứ, mình bị thiếu hormone. Thậm chí có nhiều bà mẹ bị rất là nhiều lần thai trống như vậy. Thì họ thậm chí họ còn phải xét nghiệm ra cái ADN phần bào thai là nó có vấn đề gì hay không, hay là hai vợ chồng không tương thích hay gì không. Còn mà để lâu quá thì cái thai trống đó thì nó có thể gây là bị hoại tử ở trong, sẽ bị sau này khó có con. Bố mẹ hai bên đều động viên mình, các bà chồng mình là ông bị ung thư thì ông cũng chưa có đứa cháu nào hết. Mình cũng nghĩ là nếu mà mình đẻ được một đứa có cháu cho ba trước khi mà qua đời thì có thể là sẽ trọn vẹn hơn. Ra vậy thì ba cũng có động viên, ba cũng nói là thôi con cố. Mà mình nghĩ là đứa con sau này, cái lần sau này có thai của mình cũng là do ba mình phù hộ. Phía bên nhà chồng mình thì chưa có đứa cháu nào, nên là cháu gái hay cháu trai cũng được. Còn má chồng mình thực sự thì cuồng con gái luôn. Thì bây giờ Mai Hương đẻ hai đứa con gái cũng được, không cần đẻ con trai. Ông chồng thì ông bảo chứ không, Bà thương anh lắm, thế nào ba cũng phù hộ cho con trai. Còn má chồng thì thích con trai, má thì con nào cũng được, nhưng mà nếu mà con gái thì tốt hơn. Còn đứa con gái thì ra má bảo đấy, nói chung là ba vẫn yêu má hơn. Đó là ba phù hộ cho má con gái. Má thấy thương thiệt luôn. Đúng rồi, ba vẫn yêu má hơn chứ. Đúng rồi. Đó. Lúc mà biết cấn thai phát lập 5 ngày liền vô bệnh viện chích hormone và đặt thuốc để mà cung cấp hormone cho cơ thể. Tại vì ở trong cái thai kỳ đầu tiên á, thì em bé thường là sống bằng hormone của cơ thể người mẹ. Thì mình đi gặp bác sĩ tại vì mình đã bị một lần mình sảy thai như vậy. Thì sau đó thì đúng cái ngày mà đi, bác sĩ hẹn đi để đi khám tim thai. Trước mặt mình là một cái màn hình. Bác sĩ siêu âm thì bác sĩ màn hình bên đây. Thì lúc mà nghe thấy tiếng có thứ tim thai. Thật sự là lúc đó là coi như mình khóc, mình ướt nước mắt rồi. Bác sĩ mình bên cạnh cũng ướt nước mắt. Bác ơi, là một người rất là có tâm. Là lúc đó mình bảo bác ơi bây giờ em có con thật rồi. Thật sự lúc đó
nó chỉ bé bằng một tí xíu thôi, nhưng bé lắm. Mà mình nghe tiếng tim thai của nó thực sự là rất 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 là mạnh mẽ, và mình thấy là mình phải gọi là có một cái sinh linh trong người mình, mình phải cố gắng hơn nữa. Trách nhiệm khi mà mình nghe được tiếng tim thai rồi thì là coi như là mình đã thở phào nhẹ nhõm rồi. Đúng rồi. Thở phào. Rồi, ổn rồi, tiếp tục. Chắc chắn rồi đó. Tiếp tới là cái quá trình hưởng thụ với lại em bé trong bụng này, đúng không? Thai kỳ rất may mắn là mình không có bị ngén như mọi người trong quá trình mang thai. Ai cũng cưng hết, từ nhà đến phố rồi chính đến là cơ quan đó. Đúng rồi, nữ hoàng đó. Ở trong cơ quan thì mọi người rất là hỗ trợ. Cái thời gian đó thật sự là rất là hoàng quý phi. Dạ, đúng rồi. Là một bước lên hoàng quý phi. Một bước đó vậy đó. Ừ. Tới cái giai đoạn mà đi sanh em bé thì nó có còn cái gì vui khó khăn không? Chắc tại vì do là mình là một người mình thích sống lạc quan vui vẻ, nên là mình, với lại mình nghĩ là một đời người sinh có mấy lần thôi, nên là cứ xả thôi, qua bao nhiêu tiền tiết kiệm là cứ gọi là tâm cứ thế tiêu thoải mái, tâm thế thoải mái. Mình nhớ là hôm đó là khoảng 10 giờ tối, sau khi ăn cơm nước xong rồi mình lên giường mình nằm ngủ, thì tự nhiên cái mình thấy cái bụng mình nó lạ, nó cứ trồi lên sụp xuống. Thì mình gọi anh, hình như bây giờ nó sắp đòi ra là sao, anh nó trồi lên sợ quá anh ơi. Xong rồi anh, bác sĩ mà họ đâu có sợ, họ bảo bình thường thôi em, thôi để sáng mai đi khám cũng được chứ bây giờ sao. Ông chồng bình tĩnh như quả đất, tỉnh lắm, tỉnh không nhiều. Ông chồng bình tĩnh như quả đất, ví dụ như vợ đau đẻ rồi, anh em đi đẻ mai đẻ, giờ nửa đêm mà em, trời ơi nghĩ sao tỉnh bơ. Đặc biệt anh là bác sĩ nữa, thế là anh bảo là thôi bây giờ anh dẫn em mua bệnh viện để cho em gọi là thỏa mãn cơ thỏa mãn của em đi, chứ còn anh nghĩ là bác sĩ nói là hai tuần nữa. Đó, sau đó thì vô bệnh viện thì mình cũng tỉnh bơ thôi, hai vợ chồng vô bình thường, không mang quần áo, không mang gì hết. Ông bác sĩ thì bác bảo là bây giờ mở hai phân rồi, bây giờ phải nhập viện. Thì rất là may mắn là nguyên cái công ty của mình á, là năm đó là năm đầu tiên mà mua bảo hiểm sức khỏe cho cán bộ công nhân viên. Nhưng tất cả mọi người không ai trúng hết, ngoài mình không canh gì hết, nhưng mà cũng mình trúng, và cuối cùng mình gọi là mình sử dụng cái bảo hiểm đó là coi như là đi đẻ là huy hoàng, triệt để luôn. Thì nó có phòng như là cái khách sạn vậy đó. Bộ đó, hai bạn chồng, đi cái này đi đẻ mà giống như đi resort ấy, thôi mà đây nghỉ tí cũng được. Nhà em ơi, đẻ thêm vài lần nữa nha. Và buổi sáng thì hai vợ chồng bảo là thôi bây giờ sắp đẻ, sắp nằm cữ rồi, chắc là sau khi đẻ xong thì phải ăn kiêng này các thứ đúng không, thì bây giờ phải đi ăn cái gì cho ngon. Ăn xong rồi vô trong đo tim thai, điều dưỡng mới bảo ôi trời ơi sao bây giờ tim thai nó nhảy lăm ba đa vậy em, qua phải gọi bác sĩ vào xem như thế nào. Mấy bà hường ngồi cha ra, bây giờ em nói là em ăn cái gì. Sáng giờ em ăn có bát phở tô đặc biệt với lại một ly trà đá. Xong điều dưỡng bảo trời ơi tại sao chị uống trà đá, tại vì thật ra uống trà đá như vậy thì nó chỉ là một đứt loãng thôi, nhưng mà nó sẽ có nicotine nó vô trong cái máu, nó làm cái tim đấy đập nhanh. Thì mình cũng lo và cảm giác như là mình có lỗi với con mình. 4 giờ sáng thì cơn giòn nó càng lên, thì mình mới bị đẩy vô trong phòng. Mình cố gắng hết sức rạnh phải hơn một tiếng đồng hồ. Mình bảo bác ơi bây giờ em mệt lắm rồi, cho em nằm ngủ một tí, em ngủ em dậy em đẻ tiếp. Và bác sĩ bảo đâu có được, bây giờ ngủ đâu có được, bây giờ em bé sắp ra là không có được. Mà lúc đó ở trong cái phòng sinh riêng đó thì nó lát gạch men, nên là mình nhìn qua cái gạch men nó bóng bóng, mình biết là thấy cái đầu đó rồi, thấy cái đầu trắng. Bác sĩ gọi chồng lại, đây thấy không, nhiều tóc lắm. Mà đặt hoài không ra. Ông chồng bác sĩ nhìn tỉnh bơ bảo chứ ngồi đứng khoanh tay vậy, vợ em nó sợ đau lắm, nó không đẻ thường được đâu cô ơi, chắc nó phải đẻ mổ cô. Rồi bác sĩ nói em bé này nhỏ mà tại sao không đẻ được. Thì trong giám sau thì đó, tại vì do cái tư thế nằm của em bé, ví dụ như là cái khớp đầu rồi cái thóp á, em bé phải nằm như thế này thì cái chán xuống như thế này, thì lúc mình nó trượt qua cửa mình sẽ ra được, nhưng mà em bé thì mình lại nằm nghiêng như thế này, nó không khớp qua được. Thế là bác sĩ mới đẩy vào phòng mổ, mặc dù vô thuốc rồi nhưng mà vẫn đau. Đúng rồi. Ra thì mình cũng hồi hộp, không biết là bé mình có tròn trịa hay là có. Khi mình mang thai thì chồng mình có một cái KPI, tức là cái target cho mình là khi mình đẻ con á, bảo em muốn ăn uống kiểu gì cũng được, em muốn thế nào cũng được, nhưng mà miễn là em phải đẻ con phải trên 2,5 kg. Tại vì khi mà trên 2,5 kg vậy thì mới đủ tế bào, cơ thể của bé hoàn thiện các thứ. Thì rất là may, lúc bác sĩ bảo cân là 2,5 kg. Sau khi sinh xong thì bé thì đi phòng dưỡng nhi, tại vì sinh mổ, còn mẹ thì đi phòng hậu phẫu 6 tiếng thì mới được về với mẹ với con, tại vì sẽ theo dõi mà. Mình chốc chốc mình cứ hỏi, mình nằm đó mình cứ hỏi bác sĩ con em đâu rồi, tại sao mang con em đi vậy. Tại sao lúc đó mình thấy giống như là mình tự nghĩ là có phải là mình đã không cố gắng để mà mình đẻ thường hay không. Nếu mình đẻ thường là mình đã về hai mẹ con với nhau rồi. Cứ nhìn đồng hồ quay, kim đồng hồ quay từng tí một. Thực sự là một cái khoảng thời gian dài nhất trong cuộc đời mình. Thời gian rất dài đúng không? Thì khi mà bé đến thì
rất kỳ lạ là chỉ cần áp vô ti mẹ thôi là bé có như có cái bản năng để mà bú. Thật ra lúc đấy thì sữa chưa có về nhưng mà giống như nó bú hút chay vậy đó. Nói mình nói với nó, ôi mẹ cảm ơn con vì cái sự cố gắng của con, tại vì nó bú thì sao mà mồ hôi mồ kê nhễ nhại hết nhưng mà không có một tí sữa nào để mà ra. Lúc đó là bản thân Lan cũng vậy, nhưng mình sanh xong thì mình chưa sữa chưa về thì không biết là do cơ địa hay là do cái đó là cái hiện tượng rất là bình thường của tất cả các bà mẹ. Do nhiều thứ, tại vì có những bà mẹ đã có sữa non ngay từ khi em bé chưa sinh ra. Dạ. Em thì lúc mà tầm khoảng 8 tháng em nặng là ra sữa. Có sữa non. Dạ có sữa non, nhưng mà mình bị cái là mình bị gấp á, mình bị sợ là con mình bú không đủ. Cho nên là nó nút rất là nhiều mà mình cảm giác sữa nó không có xuống. Cho nên là mình rất là lo, nhưng mà lúc đó là được cái sự trấn an của bác sĩ nói là em bé 1-2 ngày nó chỉ cần vài giọt thôi là đủ rồi. Lúc đó thì mình mới cảm thấy là mình an tâm, và sau cái câu chuyện đó thì mình mới chia sẻ được với lại các mẹ mà chuẩn bị đi sanh là mình phải nói trước là khi mà em sanh xong là nó sẽ có hiện tượng như vậy, vậy nên đừng có lo, đừng có bị stress, tại vì càng lo thì sữa nó lại càng không về. Đúng. Chat với mẹ bỉm sữa tổ chức ghi hình tại California, Hoa Kỳ. Liên lạc ngay với chúng tôi qua fanpage Chat với mẹ bỉm sữa hoặc Viber Zalo 0522 961 076. Sau khi sức khỏe của hai mẹ con ổn định hết rồi thì xuất viện về. Lúc đó mới là thật sự là mình trở thành một bà mẹ, mình chăm con. Đúng, đúng. Về đến nhà thật sự là khủng hoảng mới bắt đầu. Tại vì mình lúc đó mình mới bắt đầu mình tập làm quen làm một người mẹ. Bé nhà mình thì sinh nhỏ nên là mình không có dám tắm nó. Trước khi mình sinh thì mình cũng đã đi học khóa tiền thai sản thì mình cũng biết là tập tắm bé như thế này này. Nhưng thực sự thực tế để mà thực hành thì mình không dám làm. Khi mà thấy con mình nó nhỏ xíu thì mình sợ con bị đau, sợ. Đúng rồi, thì mình cũng đúng sợ. Cũng theo quan niệm là thôi, cả đời người mới làm bỉm sữa mấy lần thôi, cứ xả láng thôi. Nghĩa là mình nhờ những người đến nhà tắm bé, có cô nữ hộ sinh đến tắm bé khoảng hơn một tháng. Trong 3 tháng đầu thì mẹ đẻ có lên ban ngày đi lên mang đồ ăn tiếp tế lên. Rồi ban đêm thì sợ nhất là lúc mà mẹ xong việc mẹ đi về 5 giờ chiều đi chồng thì đi trực. Đúng rồi. Thì nhà chỉ có mỗi 3 người, 2 mẹ con, 1 con chó. Ba người, con chó, ba người. Được tính là một con người. Đúng rồi. Tình yêu vô điều kiện. Con husky của mình thì là nó tên là Bông, còn con gái của mình tên là Bóng. Bà Bông. Bông Bóng. Sợ nhất là có lúc 5 giờ chiều. 5 giờ chiều mẹ đi về là có mà chồng thì chưa đi làm về. Có 2 mẹ con và một em Bông. Mà mình thấy là tại sao bây giờ đến lúc mình phải đang đối mặt với lại một đứa như thế này mà đứa này nó ở đâu ra mình không biết đâu. Tại sao mình phải cực khổ như thế này, không biết thế nào. Đó, tại vì lúc mà nó khóc, nhiều khi nó khóc mình cũng chưa hiểu được. Lúc cái tiếng khóc của nó là nó muốn gì những ngày đầu đó. Bạn mình mới chỉ cho những cái app để mình theo dõi là mấy giờ con làm gì để mình hiểu được cái tiếng khóc của bé là làm gì đó, thì mình theo dõi trong vòng khoảng một tuần thì mình hiểu được bé. Trải qua một thời gian mà làm mẹ bỉm sữa hơn 3 năm thì mình thấy là cái việc mà mang bầu nuôi con lớn thì nó không khó bằng cái việc mà mình dạy con. Dạy con để ví dụ như bé mình là cũng khoảng tuổi lên 3 này, là dạy mà mình dạy ngay từ thời mà bé mới sinh ra đến bây giờ tuổi lên 3 thì bé sẽ đỡ bị hơn. Chính xác. Trước giờ chúng ta hay bị cái sai lầm đó, cái việc là chăm con nhỏ và nuôi dạy con á, là chúng ta hay để ý tới cái thời điểm nào là nó bị khủng hoảng thì chúng ta mới bắt đầu thao tác. Nhưng mà thực ra lúc đó là muộn rồi. Đúng rồi. Tất cả các vấn đề để xử lý khủng hoảng độ tuổi nó phải được thực hiện ở tiền cái khủng hoảng. Tới cái giai đoạn đó thì chúng ta đã phải tự hình dung rằng sẽ có cái giai đoạn đó, và thế thì để tạo ra một cái gọi là một khởi động, mình làm nóng trước thì mình giải quyết được nó sẽ dễ dàng hơn. Ví dụ như là lúc mà mình chăm bé thì ngay từ những ngày đầu á là mình mỗi lần mình làm cái gì mình đều nói với con, ví dụ con ơi bây giờ mẹ chuẩn bị thay tã cho con, bây giờ mình chuẩn bị đi tắm nè, bây giờ đi phơi nắng nè, thì sau này mày bé theo một cái sự chế trao độ đổi giữa hai bên nó cũng là bé hiểu mình hơn và gắn bó với mình hơn. Như vậy thì em bé là hoàn toàn bú sữa mẹ luôn đúng không? Dạ đúng rồi, con mình là nó làm cái cơ địa của nó là nó bị dị ứng đạm sữa bò, tức là nó không có hấp thu được sữa bình thường. Bác sĩ nói là bây giờ cũng phải cố gắng để mà duy trì cái nguồn sữa mẹ đó. Và mình vẫn cho bé bú đến tận 2 tuổi rưỡi. Lúc đấy thì mọi người, ngay cả mọi người xung quanh cũng nói là nếu mà em làm như vậy thì con em nó sẽ không được tự lập, nó sẽ kiểu là gắn bó với mẹ quá. Đúng nó rồi. Sẽ này nọ thứ. Cai sữa đi thì mình cũng cố gắng bằng mọi cách, ví dụ như là bôi dầu, như mọi người chỉ bôi dầu các thứ rồi gắn ergo lên thì bé chỉ thấy một lần, bé sợ lần thứ hai bé bảo ô cái này mẹ gắn lên rồi, mẹ gọi ra đó. Về nhà mẹ ơi bú ti, mẹ ơi cái này hết rồi, mẹ hết rồi, cái bên kia đi, bên kia nó cứ kiểu cái mắt của nó cứ long lanh, nó chờ đợi không. Đến giai đoạn mà con mình con gái mà nó bị làm điệu, thế là mình mới chỉ vào con có con Bông, mình bảo con Bông nói Bông ơi, Bông có thấy con Bông mà nó bị đen không, nó đen tại vì do là ngày xưa nó bú mẹ nó bị đen nên là nó đen.
bây giờ con có muốn đen như vậy hay không? Bóng bảo không, con muốn đẹp, con muốn trắng. Ok, nếu vậy thôi con đừng bú tim mẹ nữa, nữa là tự nhiên thôi, nó bỏ luôn. Cái điều mà Mai Hương lo lắng là đúng, có nghĩa là rõ ràng là việc mà trẻ được bú sữa mẹ thì gắn kết giữa mẹ và con nó sẽ rất là tốt. Yeah. Tuy nhiên nó có một cái hội chứng ở trẻ, đó là hội chứng bám mẹ. Và nếu như với những đứa trẻ mà có hội chứng bám mẹ mà việc mà chúng ta duy trì một cái nếp sinh hoạt như vậy thì vô tình nó lại không có tốt cho trẻ. Nói chung là đây là một cái câu chuyện mà nhẹ nhàng, vui vẻ. Mà có nhẹ nhàng hay không là do chúng ta tự đón nhận nó một cách nhẹ nhàng. Thì khi mà chúng ta truyền tải tới mọi người nó cũng sẽ là nhẹ nhàng. Nó không có lan tỏa cái năng lượng tiêu cực đến với tất cả mọi người. Tóm lại muốn nhẹ nhàng thì tâm thế là quan trọng nhất. Mọi thứ đều phải được chuẩn bị. Dù cho là sinh con, lấy chồng, làm việc, thậm chí thất nghiệp cũng không là vấn đề gì cả nếu bạn có sự chuẩn bị cho việc thất nghiệp đó. Đón nhận một cách tích cực thì sẽ lan tỏa một cách tích cực. Rất là cảm ơn câu chuyện của bạn. Và bây giờ thì bạn có một cái lời nhắn gửi nào đến cho... đến ai, một cái nhân vật cụ thể nào đó, hoặc là đến chương trình, hoặc là đến các bà mẹ bỉm sữa cũng được. Mình xin có một lời nhắn nhủ đến các bà mẹ bỉm sữa. Cái thời gian mà trẻ thơ của bé thì trôi qua rất là nhanh, và các bậc cha mẹ nên dành toàn thời gian cho con mình thật là tốt. Và mình cũng xin nhắn một lời nhắn nhủ cho đứa con gái thân yêu của mình là mẹ rất là yêu con, cảm ơn con đã xuất hiện trong cuộc đời của mẹ, và con đã là một món quà thật là quý giá đối với mẹ trong cuộc đời. Cảm ơn con. Chị tên Huỳnh Thị An Nhàn, sinh năm 94, thì hiện tại đang ở sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Em làm bên lĩnh vực nào vậy? Dạ làm bên ngân hàng ạ. Dạ sao ạ? Dạ mình đang đi làm. Em nghe được cái tức là mình đang đi làm đúng không? Dạ đúng rồi, đang đi làm. Vậy mình cứ sửa xong đúng không? Còn làm cuộc khó. Nhưng thì ngàn chia sẻ và đỉnh mạnh và đỉnh mạnh mình như người. À, đỉnh mạnh hả? Thì em thì người dễ giao tiếp. Thì nói chung là người từ ngân hàng thì là dễ giao tiếp rồi đó. Học thì cũng nhanh. Tuy nhiên cũng chỉ có ở là trễ. Nhưng mà tuy nhiên thì dạng như là em làm phòng mà kiểu như là phòng mắt á. Nên là kiểu như là không có giao tiếp nhiều nên là dẫn đến đó là tuy rằng dễ giao tiếp hòa đồng nhưng mà giống như là làm riết cái môi trường đó mình riết mình không có năng lượng để ngồi tiếp xúc với mọi người nên là kiểu như là từ từ rồi cái kiểu như là không thích nói chuyện với ai kiểu như là về hết năng lượng. Cụ thể nếu mà vận hành nhất thì là cụ thể công việc của em đó là để em nó phòng gì? Dạ là phòng vận hành đó chị. Là phòng nội bộ. Dạ giống như kiểu giống như là sẽ có một bộ phận sale thì họ làm cửa sale các thứ. Còn em sẽ làm kiểu như là vòng nội bộ giấy tờ các thứ rồi chị. Dạ đúng rồi. Cái lên sếp từ phòng giao từ tao thì kia lên sếp rồi các thứ là mình sẽ là vận hành chung chung vậy đó đúng không? Dạ đúng rồi. Nên là môi trường thì là gần với các chị cũng lớn nên là chị kêu mình cũng kém lại nên là biết nó cũng ít lắm đi. Em làm bên Techcombank hả? Dạ đúng rồi. Rồi, vậy là hiện tại là đi làm thì ít nam rồi phòng vận hành không giao tiếp về việc nhà thì chị thấy như trong bộ file hồ sơ là con một nữa. Để chơi với ai? Dạ thì đi học. Dạ thì nói chung là giờ em là đi học thôi. Giờ đi làm. Giờ học cái gì nữa? Có 30 tuổi rồi học cái gì nữa nè? Dạ học MBA. À đang học MBA nữa hả? Dạ. Học MBA ở đâu? Trên đây nào? Dạ học bên kinh tế luật khoảng cỡ năm sau đó mới ra. Kinh tế luật là ở trường đại học quốc gia hả? Dạ đúng rồi nhưng mà cái đào tạo MBA thì đào tạo bên quận 1 ở Đinh Tiên Hoàng. Rồi đi học lái xe, rồi đi học thêm mấy kỹ năng mềm. Thì nói chung thời gian đâu bà đi tìm hiểu bạn yêu đương, trời ơi, một cái thời gian đó đi tìm bạn trai đi cháu. Thấy đi học để có kiến thức, với lại biết đâu mai mốt mình nâng cao cái kiến thức của mình thì gặp được môi trường nó tốt hơn, gặp được những cái anh mà cũng kiểu giống như đi học nhiều, sau mai mốt sẽ ế vợ giống mình. Trời đất ơi, đi học nhiều xong rồi hai người đi học nhiều rồi ế giống nhau rồi gặp nhau rồi cũng có nói chuyện học hành bằng cấp rồi sao? Thì tại vì giờ cái môi trường này thì bắt đầu là
mấy em nhỏ nó là vô đi làm hết rồi nên là phải 2K đây nọ là thấy không còn ai hết trơn. Tiếng là chưa, đầu ba rồi đó, tiếng là chưa. Nói thôi ngu vậy thôi, nhưng mà ý là tức là tại vì chưa có ai, chưa có cái mối quan hệ nào cho nên là bắt buộc là phải đi học để giết thời gian đúng không? Học nâng cao kiến thức, với lại mình mở rộng thêm cái môi trường của mình. Em của em là sắp kết chưa, sắp xong chưa? Dạ, một năm nữa chị. Là mới học được một năm thôi? Dạ đúng rồi, em mới học được năm ngoái. Nào học trước bạn cũng là thật? Học nguyên tuần luôn. Học nguyên tuần luôn hả? Dạ đúng rồi. Tùy theo lịch, giống như chuẩn bị là có 3/5/7 hoặc là bữa từ bữa 2/6. Học lái xe, học MBA, học soft skill mềm, soft skill nữa đúng không? Còn em thì em mới học xong cái kỹ năng sư phạm, thì cái đó học xong rồi sau bắt đầu đi học MBA. Cái kiểu giống như là học kỹ năng sư phạm sau đó gặp những người đó, cái người ta nói là đi học MBA, cho nó bổ sung kiến thức cái đi học MBA. Rồi sau này học MBA xong là có thể đi, nếu mà chán môi trường ngân hàng là có thể đi xin dạy ở các trường đại học được đó. Dạ, thì cũng tính như vậy, nhưng mà tại vì do mối quan hệ của mình á, giống như là mối bây giờ là của mình là chủ yếu là ngân hàng. Là... không sao đâu, sau này em có nhiệm vụ sư phạm của em có MBA xong rồi, cái em nộp đơn vào các trường cao đẳng đại học dễ lắm. Chỉ có MBA là nó là chuẩn quốc tế thôi mà. Thì nói chung là em sẽ tính nhiều hướng, nhưng mà bắt đầu bây giờ tính học MBA xong rồi lại đang tính học song song lên đấy. Trời ơi, vậy thời gian đâu, bây giờ thời gian đâu yêu bạn trai, thời gian đâu đi hẹn hò, ai đăng ký tham gia chương trình cho em? Bạn em nó kêu em đăng ký thì em tự em đăng ký. Rồi, rồi bây giờ đăng ký rồi, có bạn trai phù hợp rồi thì có thời gian đi hẹn hò. Nếu mà phù hợp thì thật ra gọi nó gửi là tìm một cái người đó không đã. Chứ bình thường về nhà thì tại vì do làm nhiều rồi, học nhiều thì chỉ nằm ở nhà thôi. Ví dụ mà có người đó mà khơi gợi được cái hứng thú mình thì vẫn ok. Ờ, nó đúng cái tên của em luôn á, đấy. đúng cái tên anh nhàn của em. Mà em chỉ sợ là nhàn thôi, em chỉ sợ là nhàn cư vi bất hiện nên là giờ phải kiếm gì để làm để học thôi. Không có đâu, có nhà này có an này là yên tâm, không có nhàn cư vi bất hiện. Dạ. Rồi ok, về thì tình trường thì sao, em đã có bao nhiêu mối tình rồi? Hồi lúc học tới giờ thì chính thức thì là một khoảng chia tay khoảng cách đây 2 năm. Quen được bao nhiêu lâu thì chia tay 2 năm? Khoảng tầm 3 năm. Vì sao chia tay em? Thì chỉ như bắt đầu em đi vô cái rùa, em đi học nhiều quá thì xong rồi kiểu cảm như nó thấy là em không có quan tâm. Với lại là trong khoảng thời gian đó thì bắt đầu em ý là kiểu giống như là em cũng thấy bài toán kinh tế á, có kiểu giống như là thu nhập mà em kiểu như em muốn phấn đấu mà thu nhập lên này nọ, thì nhưng mà bạn ấy thì cũng là kiểu không một, nhưng mà liệu không một thì con trai thì dạng như là thấy ok vậy là đủ rồi đó, nên là kiểu giống như em thấy kiểu như tương lai nó không có được như mong muốn. Tức là con một nhưng mà kiểu dạng gọi là con trai cưng của mẹ đó hả? Thì cũng có thể gọi là vậy, nên là kiểu như là quan điểm hai người khác nhau, nhưng một bên thì kiểu giống như muốn phải nhiều hơn. Dạ, còn một bên thì không cần cái người cái kiểu như cứ từ mà có như vậy như xong rồi em thì cũng đang học nên là kiểu mà nhận thấy là giống như là bỏ bê, không có tình cảm như xưa. Nào luôn, khi này con nhà giàu quá thì cũng kiểu bị ăn phận, bị bằng lòng với cái đó, mà bản thân em thì thuộc cho kiểu là không thích cái sự bằng lòng đấy. Thật ra mà nếu gọi là con nhà giàu mà an phận á, đi làm mà đặc biệt đam mê á, thì em cũng thích chứ bộ. Thì nó đỡ áp lực chứ bộ, cái gì có động lực để mình bật sếp mà. Nhưng mà phải tùy theo, có nghĩa là giàu ở mức nào, giàu ở mức vừa đủ thì nó kiểu mà giàu mà mình nó tìm lực dư, không có đi làm mà mình vẫn có thể có dư được á, thì nó sẽ khác. Chứ mà kiểu nguyên như giàu mà vừa đủ mà lỡ mà có chuyện gì mà xảy ra mà kinh tế mình không có thể cân đổi thì nó lại dễ gây đổ vỡ, nên là tùy theo. Nhưng mà ai mà chả muốn mà dư giả, chỉ đi làm vì đam mê. Nhưng mà trong này chị thấy em để là ví dụ như bạn trai mong muốn là có mức lương có thể lo được mức sống cho hai vợ chồng nếu như người vợ không đi làm,
thì cái mức đó đối với em thì bao nhiêu, tức là một con số định lượng cụ thể của nó không phải. Tại vì tùy theo giống như bây giờ xử giống như là ở bên bạn đó là bạn có chi phí gì nữa hay không, giống như mà tính là ví dụ có chi phí mà giống như là tính một mình bên em và gia đình bên em hay chẳng hạn á, thì sẽ tầm nói tầm cỡ chừng 30-40. Dạ. Còn nếu mà giả sử nhưng mà bên bạn đó bạn cũng có lo nhiều cho bên ấy thì nó sẽ khác, nhưng mà cái đó là cũng một con số, là tại vì sau bài học với lại anh trước thì ba em ấy kia là kiểu như là tùy theo gói ghém hai bên nữa. Nên là cũng cái đó là mình phải coi là cái mức độ mà ăn xài của ảnh như thế nào. Nhiều mà giờ ảnh lương 40 chẳng hạn mà ảnh nó xài hết gần 30 rồi. Thì còn đâu mà dư nữa. Rất là tùy vào cái mức chi tiêu của mình nữa đúng không? Nhiều khi là thu nhập 20 nhưng mà chi tiêu chỉ có 5 triệu thì nó cũng xem mấy người thu nhập 30 mà chi tiêu 10-15 triệu đúng không? Đúng rồi. Với lại nhiều khi thu nhập có 10 chẳng hạn như nhưng mà thu nhập 9-10 chẳng hạn nhưng mà có thu nhập phụ, giống như thương phụ không kể ra, giống như là cho thuê nhà trọ hay là này nọ các kiểu còn ra nữa. Nên là đúng là kinh tế đó, là em học kinh tế ra hả? Dạ, em học kinh tế. Nên là em cũng hơi khe phần kinh tế lắm. Tại vì em thấy kinh tế rồi đó. Tại vì em mà em thấy mấy đứa bạn em mà nó ly dị bài toán về kinh tế luôn mà. Nên là em cũng sợ đi theo cái mất xe đổ. Ok rồi. Vậy thì tiếp tục cái mẫu bạn trai đi, ngoài cái khoản thu nhập á thì em mong muốn cái mẫu bạn trai như thế nào nữa? Về ngoại hình đó thì em có trách nhiệm với lại một anh chàng ốp cao và tư sinh. Tuy nhiên là... Trong này chị cao trên mét 75 thì sao? Dạ. Trong này chị thấy em ghi là mẫu người của em là cao trên 1m75. Dạ, thì tại vì thì ốp cao với tư sinh đó thì cao là cao hơn em. Cao trên em thôi thì đó là mẫu lý tưởng thôi, mà chủ yếu là cao hơn em là được. Cao hơn em là được đúng không? Chứ còn mà giống như là về lâu về dài, mà kiểu giống như em giờ em ngồi riết tôi đi học riết này nọ là em cũng thân hình em cũng không được gọi là nục nà như hồi xưa đâu. Nên rồi giờ tuổi với em mà giờ kiểu các anh thì cũng phải cũng cỡ chừng trên 30 thì bắt đầu các anh mà giống như chăm chút bề ngoài quá thì nó cũng hơi hiếm. Nên là mà đầu mà gọi là ngồi giống như được cái này thì sẽ mất cái khác đúng không? Dạ đúng rồi. Bây giờ trong này mong muốn mẫu bạn trai làm IT đồ họa giảng viên, là mấy cái người gọi là nhanh bị già trước tuổi đó. Thật ra là những cái nghề, tại vì em thấy là những cái nghề đó là dạng như là sẽ có thêm được những cái thu nhập ở ngoài lề thôi. Còn mà kiểu giống như thì em đã nói là bài toán kinh tế thôi. Giống như bây giờ em đi làm một cái đầu lương của em thì em thấy là kiểu giống như giống như cái công việc của em đi chẳng hạn đi, thì giờ mà về ngân hàng mà ví dụ em buông ra mà làm một cái lĩnh vực khác á thì nó cũng sinh việc chẳng hạn, nhưng mà những cái ngành đó thì người ta sẽ đầu tư về chất xám, thì kể càng làm lâu năm á thì kiểu giống như là người ta xin việc lâu thì nó cũng sẽ dễ hơn, thì kiểu như hoặc là dạng như là có thể làm 2-3 công việc lúc, thì giống như là nếu mà anh đó chịu khó thì em thấy là rồi còn yêu cầu gì nữa không? Dạ không, chứ là thật ra là về mà cái yêu cầu mà về cái công việc đó thì chủ yếu là như em nói là quay lại cái dòng đầu thôi, là nếu mà lương thấp nhưng mà có những cái khoản ngoài lề thì vẫn ok. Ví dụ như thật ra là giống như em nói đó, nếu một cái dãy phòng trọ cho thuê, có một cái gì đó kinh doanh nhỏ, còn công việc đi làm đúng vì đam mê, vì thể hiện chuyên môn thì cũng ok đúng không? Dạ đúng rồi, để chủ yếu là em đang gọi là tổng thu nhập chứ không phải là gọi là một cái thu nhập chính. Ok rồi, còn điểm gì mong muốn lấy bạn trai nữa không? Tùy thôi, nếu mà giả sử như mà nếu mà anh ấy kiểu như là thu nhập nghề nghiệp này nọ ok thỏa, tuy nhiên mà anh ấy chưa có dự định mua nhà hoặc là khả năng mà chưa có mua nhà được á thì có thể là ở rễ. Tại vì mà bây giờ mà xác định đi ở nhà trọ, tự nhiên đi thêm một phần tiền đi ở nhà trọ nữa. Nhưng mà tại vì em cũng nghe thấy nhiều người là tâm lý con trai không thích ở nhà ở rễ kiểu như vậy. Nhưng đúng mà chủ yếu là tại vì nhưng mà do là tế chấp đúng không? Nhưng mà do là mình không chịu mua nhà, chứ ví dụ mà giả sử nhưng mà mình có khả năng mình mua nhà thì ở đi vẫn được, cái tự nhiên mà đi vừa sĩ diện là không ở rễ mà đi ra ngoài ở thuê kỳ quá.
Nói chung là vẫn là bài toán kinh tế trước mắt đó đúng không? Đó. Ok rồi. Còn ba em thì kêu là hả? Ví dụ em kêu sao? Sài Gòn. Ví dụ mà ba em nói là lấy chồng Sài Gòn thì nhiều khi bị bắt con gái. Nên là ví dụ mà lấy anh em mà ở ở tỉnh vào đi rồi anh em mà hai ba anh em á để kiểu giống như là. Sao ba em dễ quá vậy? Ý là ba em bắt rễ chứ nó dễ. Là ba muốn bắt rễ đúng không? Dạ, kiểu giống như là có một người để lo bên này. Tại vì cơ bản là về giống như là em là con một á. Nên là kiểu như mà anh em mà nhà đông á thì dễ. Giống như là sẽ có một người để chăm bên nhà vợ thì nó dễ hơn là dạng như là anh em ít. Hoặc là con một thì kiểu giống như là bên trai thì không thể nào bỏ được. Nhưng mà vậy thì bên nhà em thì cũng ví dụ mà sau này nhan khói hay này nọ các kiểu thì nó cũng có. Nói chung là không có, không phải là tốt nhất không nên là con một và ở quê bạn lập nghiệp thì ok đúng không? Là ba em ưng cái đấy đúng không? Dạ thì ý là ba em nó kêu là dễ gì dễ bắt rễ thôi. Nhưng mà ví dụ mà dạng như mà xa quá thì tới lúc mà đi đi rước dâu thì nó thì cũng ngát. Nói chung là nói thì nói vậy thôi nhưng mà nó chắc cũng nhiều biết lắm thôi. Ok rồi, nói thì em cũng chả biết. Dạ đó. đúng rồi. Cái em là ba em là tùy theo quan điểm mỗi năm. Và ba em hồi xưa nữa thì kia là lấy chồng gần gần thôi, nhà ở Sài Gòn đi để cho rước dâu nó đừng có xa chỗ tao đi người ta đi mời tao đi rước dâu giùm mà tao đứng ở đâu Phan Thiết á. Phan Rang gì mà đi ngồi tới mấy tiếng đồng hồ tao ngồi tao sợ quá. Thôi giờ bà ba em là Phan Thiết rồi, có tốt đi có 2 tiếng thôi. Bây giờ xong rồi 3 giờ em thì lại đổi. Kêu là chuyện như là vậy, giống như em quen một anh không một đó. Người kiểu giống như là không thể nào mà bỏ bên kia mà cũng không có lên đây. Nên là kiểu giống như mà đang thấy hai bên thì nó cũng hơi khó vậy đó. Nên là bên này okay. Ba em kêu là thôi vậy thì kiếm anh nào mà bên nhà có hai anh em đi. Ok rồi. Rồi, nếu khi nào mà có người tham gia chương trình nhớ là nhớ mời ba đi theo nha. Dạ ba chấm rẻ cho ok rồi, cảm ơn nhà nhiều ha. Hôm nay phỏng vấn sơ lược thôi, có gì thì chương trình sẽ liên hệ nha. Ok cảm ơn chị ạ. Ok.